cố gắng cô ấy. Rồi. Ôi chú trời. Chắc để lại không? Để qua đó đi. Đau của nó con này, hơi đau là của nó. Chán chưa? Đau, đau, đau. Ai điện? Dạ. Ra chưa? Dạ ra rồi. Chứ không thấy lỗ tai đen thu thù lưỡi. Để nên cỡ ngưng ngắt. Thì con nhìn người thấy có cô để... Được. Có cái sụn ấy cho nên sẽ đau một xí. Ra ra. Chú chà, ra ra cô ơi. Cái này chắc không để được rồi. Thôi kiếm được rồi thôi con. Dạ, dạ, dạ. Nó lụa tay căng thiệt, chỉ cỡ nó kìa mặt á. Ráng còn lấy xí nữa. Đau quá thì nói con. Rồi rồi. Con nghĩ. Cho nghĩ xí. Lục tay mình tội. Đã. Đủ chưa? Thì cục nó tức ghê. Không ra à? Dạ không, không phải. Không có dính đến cái da. Khô quá cùng. Lâu rồi. Mấy cái đợt từ cố năng có đâu năng lột tái đâu. Cục nên cũng đen. Chị Trang ơi, tới lượm cho bán cái này tí. Cái tay nằm bùng. Đời xí rồi chị Trang ơi. 5 phút nữa. Alo. Chị ơi mấy cuộc ngắn quá, chị lại muốn ngắn được không? Chắc không em, do giờ chờ còn mấy người chờ chị á. À, dạ, để cảm ơn nhiều nhá. Rồi ok.
Vũ đi rằng ta không tiếc. Ta phải đi dành, ta quay. Hồi nãy có mấy cục nó to to lắm mình quên rồi. Trên mặt vẫn còn nhiều. Nhớ rồi. Đau, cô này cô chịu đau, rồi. Muộn. Còn. Cái lỗ tai là đau nhất. Hồi nãy thì nó ăn trên mặt cũng cả đống rồi. Mới đầu thì gì nghĩ là cục hai cục. To gì đây đây. To hơn tưởng. Tay cục lô tay. Tiếp cục này lên nè. Cô để em. Hai cục. Con cứ ngắt lại nhụm con là được. Trù sẽ muộn rớt rồi. Chồng mấy viên bi. Từ, cô thả lỏng đi, không chưa á, xíu. Trời ơi, rầu đã rồi cô ơi. Xíu cặp lộ lắm. Như hai cục á con. Dạ cái cục nó cục thịt thừa á con. À chứ không phải à. Con nhớ là chỗ này còn nè. Đây. Trộn đau. Chắc là đau lắm. Không ra rồi đó. Dạ ra rồi. Đau. Xịn thiệt. Mấy cục kiến rớt trên. Tính video này định nữa. Đây cục này. Không, nếu mà dẹo máy là được hai cái luôn á. Hồi nãy cũng gần hai cái luôn. Ở đây cô Diệu đau, ráng còn xíu nữa. Dì sợ.
cô thiệt tình. Đáng đồng tiền bất gạo. Không phải. Thì đó này ráng còn xíu không này. Tuần nữa cô bé, ôi tháng nữa cô bé còn con thì ông trao lại. Coi số là gì đây? Đây cục nè. Trời ơi, nó má thầm nhìn đi. Phê. Bốn nó thành xin mụn đồ đen. Đứng đen. Đang, cô giỏi ghê. Cô ráng còn xí xì nè. Ráng xí xì rồi. Mình đã. Này mấy cái mụn đang đen. Ráng còn xí xì nè. Rồi xong rồi cô ơi. Cô này không lắp mặt được nha. Cho đi về. Rồi xong rồi cô. Đây cục nữa. Rồi. Đau. Ráng còn cục này nữa là xong. Cục này mới.